Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của tin mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, tin mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Đập Tam Hiệp, mực nước vượt quá xả lũ, Vũ Hán thông báo khẩn, nghi xương gần như biến mất. Mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc tiếp tục kéo dài. Vào lúc 6 giờ sáng qua, Đài quan sát khí tượng Trung ương liên tiếp đưa ra cảnh báo mưa bão. Dự kiến mưa lớn vẫn xảy ra ở phía Nam và Tây Nam. Đập Tam Hiệp đã bắt đầu khẩn cấp xả lũ, gây ra áp lực rất lớn đến các thành phố ở hạ lưu. Hiện tại nhiều thành phố bị ngập lụt và cũng có thông tin rằng nhiều người rơi xuống nước bị điện giật tử vong. Những dữ liệu này đều thuộc về bí mật quốc gia. Theo cảnh báo sớm do Đài truyền hình vệ tinh Trung ương đưa ra, ước tính từ 8 giờ sáng qua đến 8 giờ sáng nay, lưu vực phía Nam Tứ Xuyên, Đông Bắc Vân Nam, hầu hết các khu vực ở Quý Châu, Tây Bắc Quảng Tây, miền Trung Hồ Nam và Đông Bắc Giang Tây, Bắc Phúc Kiến, Nam Chiết Giang và những nơi khác có mưa bão lớn. Trong số đó, ở một số khu vực phía Nam lưu vực Tứ Xuyên, Tây Nam Quý Châu và Tây Nam Chiết Giang xảy ra mưa bão lớn, lưu lượng mưa từ 100 đến 140mm. Một số khu vực nêu trên đi kèm với lượng mưa lớn trong thời gian ngắn. Lượng mưa tối đa mỗi giờ từ 30 đến 50mm, có địa phương vượt quá 70mm, có nơi có thời tiết đối lưu mạnh như dông bão và gió mạnh. Hai ngày trước, Tân Hoa Xã đưa tin do chịu ảnh hưởng của mưa bão liên tục, lưu lượng nước của hồ chứa Tam Hiệp bắt đầu tăng. Vào lúc 14 giờ chiều, lưu lượng của hồ chứa Tam Hiệp đạt 40.000 m3 trên giây, gấp đôi lúc 14 giờ chiều qua. Để đối phó với vấn đề này, lãnh đạo phòng chống lũ sông Dương Tử yêu cầu xả nước hồ chứa Tam Hiệp để đạt lưu lượng nước trung bình 35.000 m3 trên giây. Đến 5 giờ chiều cùng ngày, mực nước của đập Tam Hiệp đã đạt tới mức 147,57m, vượt mực nước lũ 2,57m. Cùng ngày, 34 tổ máy phát của nhà máy điện Tam Hiệp đã triển khai toàn bộ với tổng sản lượng hơn 20 triệu kW, gần hết công suất. Đây là lần xả lũ đầu tiên của Tam Hiệp trong năm nay. Tuy nhiên, việc đập Tam Hiệp xả lũ được cho rằng sẽ gây ra áp lực lớn cho các thành phố ở hạ lưu. Theo báo cáo của trang web Sông Dương Tử, vào lúc 7 giờ sáng qua, Văn phòng chống lũ thành phố Vũ Hán đã đưa ra thông tin, nói rằng vào lúc 7 giờ sáng qua, mực nước của trạm Sông Dương Tử đạt 25m, là mực nước cần phải phòng vệ. Mức kiểm soát lũ ở Vũ Hán được chia thành 3 cấp độ, dựa trên mực nước Vũ Hán, trạm Hán Khẩu, mực nước phòng bị là 25m, mức cảnh báo là 27,3m và mực nước bảo đảm là 29,73m. Tuy nhiên, các thành phố như Nghi Xương gần Vũ Hán và chỉ cách đập Tam Hiệp hơn 40km hiện đã phải chịu trận mưa lớn 20 năm một lần. Hôm qua, lượng mưa cao nhất ở Nghi Xương đạt 271,6mm, vượt quá mức cao nhất trong lịch sử của trạm khí tượng Nghi Xương. Nhiều xe ô tô đã bị chìm trong nước. Qua các video chia sẻ trên mạng Internet cho thấy, sau khi nước sông tăng vọt gây lũ lụt nhiều nơi trong thành phố, dây điện cao áp rơi xuống nước, khiến nhiều người rơi xuống nước và bị điện giật tử vong. Tuy nhiên, thông tin vẫn chưa được xác nhận chính thức. Trước đó, một số người dân Trung Quốc đã cảnh báo trên mạng Internet rằng Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải và các thành phố khác là khu vực tiếp theo sẽ bị lũ lụt. Tuy nhiên, người ta nói rằng chính quyền Trung Quốc cấm người dân lan truyền thông tin về lũ lụt trên mạng. Vì vậy, trên Weibo rất ít thấy tình hình về thiên tai. Nhưng trên Twitter, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã đăng tải các video liên quan. Theo tin của Radio Free Asia, một cư dân họ Lý ở Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc cho biết trong một video rằng hiện giờ bạn có thể thấy tại hiện trường mực nước sông Dương Tử đang rất cao. Tôi nghe nói rằng thượng lưu đập Tam Hiệp, đập cắt Châu Bá đang toàn lực xả lũ, hiện chưa tới mùa nước lên. Mùa lũ chính ở lưu vực sông Dương Tử nói chung là tháng 7 và tháng 8. Năm nay các thành phố trong lưu vực sông Dương Tử, bao gồm cả Vũ Hán, có bị lũ hay không? Chúng tôi sẽ cố gắng đến hiện trường mỗi ngày để xem mực nước của sông Dương Tử. Cư dân mạng đã chỉ ra một video trên Twitter rằng căn phòng nhìn ra toàn là sông, ai lâm vào cảnh lầm than mới thấu hiểu. Trong 3 tiếng, nước dâng cao 5-6m nhấn chìm tòa nhà 2 tầng. Nước chảy xối xả, nhiều người dân không kịp chạy thoát. Có người đăng hình ảnh những chiếc xe ô tô chìm ngập trong nước với dòng chú thích trực tiếp rằng hạ lưu Tam Hiệp chịu tổn thất nặng nề, một số thi thể nổi lên mặt nước.
Tân Hoa Xã đã đưa tin rằng dự kiến sẽ có mưa vừa đến mưa to gần các nhánh của thượng nguồn sông Dương Tử trong 2 ngày tới và mưa bão cục bộ. Đến ngày kia sẽ có mưa lớn trên thượng nguồn sông Gia Lăng, thượng nguồn Háng Giang và có mưa to và dông. Do đó, vào đầu và giữa tháng này, hồ chứa Tam Hiệp có thể phải đón đợt lũ mới. Một số chuyên gia chỉ ra rằng đợt xả lũ đầu tiên của đập Tam Hiệp năm nay sẽ mang lại một làn sóng lũ mới cho khu vực. Mưa lớn tấn công lưu vực sông Hoàng Hà gây ra lũ lụt ở nhiều vùng của Trung Quốc. Sau trận lụt nghiêm trọng ở khu vực sông Trường Giang vừa qua, mưa lớn lại tiếp diễn ở khu vực sông Hoàng Hà, một tuyến đường thủy lớn khác của Trung Quốc. Hôm qua, một tòa nhà 646 năm tuổi ở thành phố Tây An đã bị sập một phần, khiến ít nhất 4 người bị thương. Thành phố Tây An thuộc phía Tây Trung Quốc và nằm ở vùng trung du của lưu vực sông Hoàng Hà. Nước lũ đã gây ra ngập lụt ở các thành phố và làng mạc tại các tỉnh Thiểm Tây, Sơn Tây và Hà Nam. Các tỉnh này cũng thuộc vùng trung du của lưu vực sông Hoàng Hà, đồng thời các nhà chức trách lại cho xả lũ từ hạ lưu đến các vùng nông thôn của tỉnh Sơn Đông trên bờ biển phía đông. Hôm nay, Bộ Ứng phó Khẩn cấp Trung Quốc MEM thông báo khu vực thượng nguồn sông và khu vực đông bắc Trung Quốc sẽ phải hứng chịu những trận mưa bão lớn trong những ngày tới. Các khu vực phía tây nam Trung Quốc như Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu và Tây Tạng cũng sẽ có mưa lớn trong những ngày tới. MEM cảnh báo ngập lụt tại cả ba sông chính. Hôm qua, Bộ trưởng Thủy lợi Trung Quốc Ngạc Cánh Bình đã tổ chức một cuộc hội thảo tại Bắc Kinh để đánh giá tình hình lũ lụt với sự tham gia của Thứ trưởng Ye Yan Chun và các quan chức từ tỉnh An Huy, Giang Tô và Sơn Đông. Tại hội thảo, Bộ trưởng Ngạc nói với các quan chức từ các tỉnh rằng chính quyền địa phương cần hành động trước để xả lũ nước từ sông và hồ vào các vùng nông thôn. Trong những tuần tới, chúng ta phải duy trì khả năng chứa nước của các hồ chứa để có thể chứa được nước lũ sắp đổ về. Khu vực hiện đang bị ngập lụt là khu vực thoát nước của sông Hoàng Hà, ông Ngạc cho biết. Ông Ngạc cũng cung cấp thông tin chi tiết về tình hình lũ lụt, nhưng cho biết các khu vực phía Tây Bắc bao gồm các tỉnh Thiểm Tây và Sơn Tây đang phải đối mặt với vấn nạn lở đất từ các vùng núi. Tuy lũ lụt trên sông Trường Giang đã giảm xuống, nhưng mực nước ở khu vực trung và hạ lưu của sông này vẫn cao hơn mức báo động, tức là có nguy cơ vỡ bờ kè, ông Ngạc phân tích. Ngoài ra, mực nước của các hồ và sông tại lưu vực sông Hoài cao hơn nhiều so với mức báo động. Trong khi đó, dự báo sẽ có mưa to và bão trong 3 ngày tới tại khu vực này. Sông Hoàng Hà. Trên một trang web thuộc MEM có thông tin rằng lũ lụt ở Thiểm Tây đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 11 người mất tích. Mưa lớn khiến chính quyền phải cắt điện sinh hoạt, thông tin liên lạc, đường xá bị tắt. Hàng nghìn người buộc phải di rời. Tại thành phố Tây An, thủ phủ của cung điện nhà Tần, nơi ở của một vị vua được xây dựng từ thời nhà Minh, đã bị sập trong trận mưa lớn. Bức tường thành được xây dựng vào năm 1374 và nằm ở trung tâm thành phố. Truyền thông địa phương Thiểm Tây đưa tin, gạch và bùn rơi từ bức tường thành chắn ngang con đường gần đó, khiến 4 người qua đường bị thương và làm hư hỏng 3 chiếc ô tô con và một xe buýt. Một tòa nhà hơn 30 tầng đã bị sập ở thành phố Hàm Dương, Thiểm Tây. Các nhân viên cấp cứu phải sử dụng xuồng cao su để đưa các nạn nhân đến bệnh viện. Tuy các quan chức và hãng thông tấn truyền thông nội địa đưa rất ít thông tin về tình hình lũ lụt, nhưng người dân địa phương đã đăng các thông tin lên trên mạng xã hội rằng lũ lụt đã làm ngập các thành phố và làng mạc ở tỉnh Thiểm Tây và tỉnh Cam Túc gần đó. Tại khu vực hạ lưu sông Hoàng Hà, chính quyền địa phương đã cho xả nước lũ từ hồ Đông Bình ở tỉnh Sơn Đông và các vùng nông thôn, theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc. Các nhà chức trách cảnh báo rằng có thể xảy ra lũ lụt nghiêm trọng hơn nữa ở khu vực sông Hoàng Hà, ảnh hưởng đến các tỉnh Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Nam và Sơn Đông. Lũ lụt ảnh hưởng tới 50 triệu dân ở miền Nam Trung Quốc và đang tiến nhanh tới miền Bắc. Mưa lớn liên tục ở miền Nam Trung Quốc gây ra lũ lụt tràn lan ở sông Trường Giang và sông Hoài. Đỉnh lũ số 3 của sông Trường Giang đã tràn vào khu vực hồ chứa Tam Hiệp với tốc độ dòng chảy 60.000 m3 trên giây. Chính quyền đã xả lũ với lưu lượng chảy 38.000 m3 trên giây. Đập Vương Gia Bá ở An Huy cũng mở cửa xả lũ, khiến hơn 200.000 dân phải bỏ nhà sơ tán. Tính tổng tại 27 tỉnh phía Nam có hơn 50 triệu người dân bị ảnh hưởng của lũ lụt. Hiện nay mực nước của sông Trường Giang và sông Hoài Hà tiếp tục dâng cao. Đỉnh lũ số 3 của năm 2022 của sông Trường Giang hình thành ở thượng lưu sau khi đi qua Trùng Khánh đã đổ vào Tam Hiệp, khiến tốc độ nước chảy vào từ 38.000 m3 trên giây lên tới 60.000 m3 trên giây và lưu lượng xả lũ vẫn giữ mức 38.000 m3 trên giây.
Vào lúc 8 giờ sáng qua, mực nước của hồ chứa Tam Hiệp tăng lên 162,45m. Người dân ở An Huy, Giang Tô và những nơi khác nằm trong khu vực hạ lưu sông Trường Giang buộc phải sơ tán. Hiện tại mực nước ở trung và hạ lưu sông Trường Giang phía bên dưới Thạch Đầu, tỉnh Hồ Bắc, Hồ Bà Dương và Hồ Động Đình tiếp tục vượt quá mức cảnh báo. Trong đó, hồ Liên Hoa và hồ Động Đình, thành Lăng Kỳ nằm trên dòng chính của sông Trường Giang đã vượt qua mức nước đảm bảo. Các khu vực dọc đập Vương Gia Bá của sông Hoài Hà vẫn vượt mức nước cảnh báo. Theo tờ tin tức Bắc Kinh đưa tin, vành đai mưa sẽ di chuyển về phía Bắc và mưa lớn sẽ xảy ra ở các khu vực Hoàng Hoài, Bắc Trung Quốc và Đông Bắc. Lũ lụt có thể xảy ra ở các sông Hải Hà, Hoàng Hà và Tùng Liêu. Dữ liệu chính thức cho thấy kể từ mùa lũ bắt đầu vào tháng 6, lũ lụt đã gây thiệt hại tới 54.811 triệu người ở 27 tỉnh và khu vực bao gồm Giang Tây, An Huy và Hồ Bắc, 158 người thiệt mạng hoặc mất tích, 3,76 triệu người phải sơ tán khẩn cấp, 41.000 ngôi nhà bị sập, diện tích đất canh tác bị ảnh hưởng đạt 5,28 ha, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 144,43 tỷ nhân dân tệ. Thiệt hại kinh tế trực tiếp từ lũ lụt năm nay so với mức trung bình cùng kỳ 5 năm qua đã tăng 13,8%. Tuy nhiên, vì chính quyền Trung Quốc luôn che giấu thông tin thật của các thảm họa, nên ngoại giới nghi ngờ rằng số liệu thiệt hại thực sự có thể cao hơn nhiều so với dữ liệu chính thức. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Vừa rồi là những thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!